Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 2 Công an thành phố Hà Nội thông tin, chiều ngày 5 tháng 4, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, một chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ tông liên tiếp hơn 17 xe máy trên đường, khiến nhiều người bị thương, phần đầu xe ô tô hư hỏng nặng. Theo đó, chiếc ô tô gây tai nạn mang biển số 29A do ông Hoàng Hồ Vĩnh, sinh năm 1960, trú tại quận Long Biên điều khiển. Ông Vĩnh vừa chở vợ đi khám bệnh về và ra tới khu vực trên thì va chạm với 17 xe máy. Qua xét nghiệm, ông Vĩnh không sử dụng chất kích thích ma túy. Ngày 5 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng chuyển Tòa án Nhân dân cung cấp truy tố Ninh Thị Vân Anh, còn có biệt danh Hot Girl Tina Dương, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo kết luận của cơ quan điều tra, ngày 24 tháng 1 năm 2022, Ninh Thị Vân Anh gọi đến công ty V để thuê xe ô tô tự lái với thời hạn là 3 tháng, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 24 tháng 4, và yêu cầu công ty giao xe tại địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Sau đó, Vân Anh trả tiền thuê xe 3 tháng là 45 triệu đồng, cùng với tiền chi phí đem xe ra giao là 5 triệu đồng cho đại diện phía công ty này. Đến ngày hết hợp đồng, công ty V nhiều lần liên lạc với Vân Anh yêu cầu trả lại xe nhưng cô này không trả. Đến đầu tháng 6 năm 2022, Vân Anh điều khiển xe ô tô thuê chạy ra thành phố Ninh Bình rồi đem bán cho anh H, ngụ thành phố Hà Nội với giá 450 triệu đồng. Anh H đã chuyển cho Vân Anh tổng cộng là 390 triệu đồng, còn nợ lại 60 triệu đồng sẽ thanh toán khi hợp đồng mua bán xe hoàn tất. Sau khi nhận tiền, Vân Anh về thành phố Hồ Chí Minh rồi lên mạng xã hội đặt làm giả một giấy đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 51H24274 với giá 5 triệu đồng, rồi đem ra giao cho anh H để tạo lòng tin. Đến ngày 30 tháng 6, anh H nhiều lần liên lạc với Vân Anh và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì Vân Anh né tránh. Trong bản kết luận điều tra vụ án chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã chỉ ra những phương thức thủ đoạn mà các doanh nghiệp đi đêm với những cán bộ có chức trách quyền hạn để xin được cấp phép chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Số tiền mà các doanh nghiệp đưa hối lộ khoảng hơn 180 tỷ đồng. Trong vụ án trên, theo thống kê có khoảng hơn 100 doanh nghiệp được cấp phép thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, nhưng thực tế chỉ có khoảng 20 nhóm doanh nghiệp thực sự là đơn vị triển khai các chuyến bay sau khi được duyệt. Cơ quan An ninh Điều tra xác định ông Lê Văn Nghĩa, giám đốc công ty Nhật Minh, đã đặt vấn đề và đưa hối lộ tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng và 185.000 đô la Mỹ cho 8 cá nhân có thẩm quyền để xin cấp phép các chuyến bay. Đối với các cá nhân là lãnh đạo công ty Bầu Trời Xanh, gồm ông Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc, đã chi tổng cộng hơn 38,5 tỷ đồng cho các cán bộ có thẩm quyền. Giám đốc công ty Minh Ngọc Võ Thị Hồng đã chi hơn 10,7 tỷ đồng và giám đốc công ty Vitrato Trần Quốc Tuấn chi hơn 7,4 tỷ đồng để hối lộ những người có chức trách quyền hạn để xin cấp phép thực hiện các chuyến bay combo. Các công ty Hoàng Long Luxury, Lữ Hành Việt cũng đưa hối lộ hơn 52 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra còn làm rõ bà Nguyễn Thị Tường Vi, giám đốc công ty ATA đã đưa hối lộ hơn 11,8 tỷ đồng. Bà Trần Thị Mai Sa, giám đốc công ty Masterlife, đã đưa hối lộ hơn 8,1 tỷ đồng và còn nhiều doanh nghiệp khác. Ngày 5 tháng 4, Cục Quản lý Dược đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra giám sát chất lượng thuốc phòng chống thuốc giả. Theo đó, Cục Quản lý Dược cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, tiếp tục nhận được thông tin liên quan đến thuốc giả, nghi ngờ giả, không rõ nguồn gốc từ một số doanh nghiệp gửi tới. Do đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội tập trung xác minh một số thuốc giả, nghi ngờ giả xuất hiện trong chuỗi cung ứng tại trung tâm buôn bán thuốc Hapulico ở số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội và thuốc mua tại nhà thuốc để sử dụng trong Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Trung tâm buôn bán thuốc Hapulico tiền thân là chợ thuốc Ngọc Khánh. Đây là nơi buôn bán dược phẩm lớn nhất miền Bắc, với trên 200 quầy hàng kinh doanh rất nhiều các mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng khác nhau. Ngày 5 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xác nhận, Công an thành phố Mỹ Tho đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng một thầy giáo để điều tra làm rõ hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo đó, thầy giáo H 27 tuổi là giáo viên trường trung học cơ sở Xuân Diệu, phường 1, thành phố Mỹ Tho.
Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện tin nhắn giữa thầy H và một nữ sinh lớp 8 tên A cùng trường với nội dung không trong sáng. Tuy nhiên, khi làm việc với thầy giáo, gia đình và nữ sinh này, trường trung học cơ sở Xuân Diệu có báo cáo với các ngành chức năng thành phố Mỹ Tho là do em A tự tạo Facebook giả nhắn tin qua lại với thầy H nhằm gây mất uy tín cho thầy và nhà trường. Thế nhưng phụ huynh em A yêu cầu công an vào cuộc điều tra làm rõ. Làm việc với cơ quan công an, thầy giáo H đã thừa nhận nội dung lan truyền trên mạng xã hội là do chính mình nhắn với em A. Ngày 5 tháng 4, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ vụ cháy căn nhà khiến một người tử vong ở khu vực. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 4, quán phở trên quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lây lan sang dãy nhà trọ có 18 phòng bên cạnh. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh điều động 11 xe chữa cháy, gần 100 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa, đưa 39 người ở bên trong ra ngoài. Ít phút sau, lực lượng chức năng mới dập tắt ngọn lửa hoàn toàn. Qua kiểm tra, công an phát hiện thi thể anh C, sinh năm 1985, ngụ huyện Hóc Môn. Qua điều tra, công an nhận định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Ngày 5 tháng 4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng. Theo đó, ngày 2 tháng 4, lực lượng công an đã đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng: Trần Võ Minh Quân, 23 tuổi, đối tượng cầm đầu, trú quận Gò Vấp; Ngô Ngọc Anh Khoa, 25 tuổi, trú quận Phú Nhuận; và Nguyễn Quốc Bảo, 30 tuổi, trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Qua khám xét 3 kho hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng AK, 216 khẩu súng các loại, 10 viên đạn AK, 40 kg bi sắt, hàng trăm dao kiếm các loại, hơn 3 tạ khí nén CO2 và nhiều vật dụng liên quan. Sau khi đặt mua các loại vũ khí, các đối tượng cất giấu tại kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm. Các đối tượng sử dụng tài khoản trên kênh YouTube để đăng tải, quảng cáo và mua bán. Khi khách hàng có nhu cầu, các đối tượng sẽ liên hệ thông qua ứng dụng Telegram, Zalo. Hàng sẽ được tháo rời các bộ phận và ngụy trang trong loa Bluetooth, vỏ máy tính để gửi. Nhóm đã thực hiện giao dịch gần 2.000 đơn hàng. Chiều ngày 5 tháng 4, lãnh đạo xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc một nữ sinh lớp 6 tử vong. Nạn nhân được xác định là em T, 12 tuổi, trú tại thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh. Theo đó, khoảng hơn 9 giờ, một số người dân địa phương khi đi trên cầu Rào Trổ, tuyến quốc lộ 12C, thì phát hiện một chiếc xe máy điện cùng nón bảo hiểm ba lô để lại trên mép cầu. Một lúc sau, người dân đã phát hiện và vớt được thi thể của em dưới lòng sông Rào Trổ, cách chân cầu Rào Trổ khoảng 20-30 mét. Kiểm tra trên xe máy điện, mọi người phát hiện có một lá thư tuyệt mệnh để lại.